Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiền tham nhũng trong đảng vô cùng lớn, rửa bằng cách nào? Lương của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khoảng 800 USD một tháng, tuy nhiên ông dám ăn một bữa thịt bò giác vàng tại London, Anh Quốc với giá bằng khoảng 3 tháng lương của ông. Đó là dấu hiệu của việc tiêu tiền bẩn của quan chức. Chắc chắn bữa ăn đó không được chi trả bằng tiền lương của ông, bởi không ai dám ăn một bữa ăn bằng 3 tháng lương khi trong túi không có nhiều tiền. Hình ảnh căn biệt thự của Chu Ngọc Anh ở khu đô thị cao cấp Vinhomes Gardenia giá hiện tại khoảng 80 đến 100 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn cho con gái ông Tô Hà Linh đi du học ở Anh với chi phí khoảng 100.000 bảng Anh mỗi năm. Thì tiền đó cũng không thể là từ đồng tiền sạch, nghĩa là tiền lương và các khoản thu nhập công khai khác. Mà không riêng gì con ông Tô Lâm, con gái của ông Vương Đình Huệ, cô Vương Hà My cũng du học Mỹ với chi phí đắt đỏ. Vậy ông Vương Đình Huệ cũng dùng tiền sạch được sao? Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho quý tử là Nguyễn Xuân Hiếu đi du học Mỹ từ rất sớm, đó cũng là tiền bẩn. Hiện nay, trong bộ máy chính quyền, bên đảng cũng như bên nhà nước và cả doanh nghiệp nhà nước đều nằm trong tay những người tham nhũng quản lý. Quan to thì tham nhũng to, quan nhỏ thì tham nhũng nhỏ. Từ một tổ chức, tổ dân phố cũng có cách kiếm chác, cho đến thủ trưởng hay tổng bí thư cũng không ngoại lệ. Một khi trò kiếm tiền bẩn đã trở thành phổ biến, đồng thời lò của ông Trọng thì cũng đốt khá nhiều củi than, thì việc quan chức phải rửa tiền bẩn trước khi cho vào túi là điều bắt buộc phải làm. Khi một người quyền lực còn trong tay thì không ai dám khui ra sai phạm của họ, nhưng khi người đó đã hết quyền lực thì có khả năng sẽ bị khui ra các sai phạm. Khi đó, quan chức sẽ phải ôm tiền chạy chọt cho các đồng chí đang điều tra mình rất khổ sở. Vậy nên họ cần phải rửa tiền để được ăn ngon, ngủ yên. Hình ảnh kiều hối tăng đột biến. Lâu nay, chính sách của Đảng Cộng sản là chặn tối đa dòng ngoại tệ chuyển từ trong nước ra nước ngoài và mở hết công suất cho dòng ngoại tệ từ nước ngoài rót vào. Ví dụ, người Việt muốn chuyển tiền ra nước ngoài dù chỉ là vài trăm đô la Mỹ, nhưng hệ thống chuyển tiền dưới sự kiểm soát của nhà nước gồm ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền như Western Union hay Moneygram đều đòi hỏi các thủ tục giấy tờ rất nhiều khê. Trong khi đó, ở các nước khác như tại Thái Lan, việc chuyển vài ngàn đô la ra nước ngoài là rất dễ dàng. Tuy nhiên, dù chặn dòng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài bằng rào cản thủ tục, vẫn không thể nào ngăn được các quan chức Việt Nam chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Một người làm việc trong chính quyền cho chúng tôi biết họ có cách chuyển tiền không thông qua các kênh chính thống. Có như vậy, tiền tham nhũng mới có thể chảy ra nước ngoài để tránh bị các đồng chí cướp lại nếu việc tham nhũng bị phơi ra ánh sáng. Mới đây, báo chí đưa tin năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI khoảng 3,4 tỷ USD. Lượng kiều hối chuyển về đạt gần 9 tỷ USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là lượng kiều hối tăng đột biến, hoàn toàn không bình thường. Nếu bình thường, lượng kiều hối chỉ tăng nhẹ. Suốt năm 2023, lượng kiều hối tăng đột biến, cùng với đó là nhiều vụ án tham nhũng lớn bị hốt, trong đó có nhiều quan chức dính chàm, phải chi rất nhiều tiền để được các đồng chí quan tòa giảm án. Do đó, những đồng tiền tham nhũng không chịu rửa hoặc không kịp rửa cũng là một rủi ro rất lớn. Hình ảnh tham nhũng tăng, nhu cầu rửa tiền cũng tăng. Có ý kiến cho biết lượng tiền tham nhũng hiện nay đang tranh nhau chảy ra nước ngoài, rồi chạy lòng vòng qua nhiều cửa để rửa cho sạch, sau đó lại nhập vào dòng tiền kiều hối để quay trở về Việt Nam. Như vậy, tiền tham nhũng ra khỏi Việt Nam bằng đường chui, rồi quay trở lại Việt Nam bằng con đường chính thống thông qua kiều hối. Chúng tôi chưa có điều kiện xâm nhập đường dây rửa tiền này để kiểm chứng, nhưng ý kiến này khá hợp lý. Hiện nay, tiền tham nhũng trong cán bộ đảng là rất lớn, đó là điều có thật. Nhu cầu rửa tiền cho sạch để an tâm sử dụng cũng là thật. Vì vậy, khả năng rửa tiền thông qua kiều hối rất có thể là một sự thật còn đang ẩn giấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin tiền tham nhũng trong đảng vô cùng lớn, rửa bằng cách nào? Uống xăng và ăn điện, Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng bị ngộ độc. Tại kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban, đã vâng lệnh ông Nguyễn Phú Trọng đưa tên ba nhân vật lớn ra kỷ luật, đó là ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương,
cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Trần Tuấn Anh bị moi ra sai phạm thời ông này làm Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 với hai khuyết điểm, một khuyết điểm liên quan đến xăng dầu và một khuyết điểm liên quan đến ngành điện. Xăng rất giàu dinh dưỡng nên các quan tranh nhau uống rồi ngộ độc. Về xăng dầu, ông Trần Tuấn Anh có liên quan đến việc ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu, quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá, lập thẩm định phê duyệt tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Về điện, ông Trần Tuấn Anh liên quan đến EVN, trong đó có vấn đề ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió và việc thực hiện quy hoạch điện, điều chỉnh. Bị lên thớt lần này có Dương Quang Thành, cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, chịu trách nhiệm liên đới với Bộ Công Thương. Vì ông là Thủ tướng phụ trách Bộ Công Thương, cho nên việc sai phạm của Trần Tuấn Anh không thể không liên quan đến Trịnh Đình Dũng. Hơn nữa, ông Trịnh Đình Dũng cũng có nhiều lần tai tiếng thời ông làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Lúc đó, có nhiều đơn tố cáo ông Dũng nhưng đều bị ém bởi lúc đó ông có quyền lực trong tay. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, là người giúp việc cho Phủ Thủ tướng. Ông là phụ tá cho Nguyễn Xuân Phúc thời làm Thủ tướng. Theo thông tin riêng cho biết, lẽ ra ông Nguyễn Xuân Phúc cũng dính đợt này, nhưng ông Trọng tha cho vì đã có thỏa thuận hồi đầu năm để ông Nguyễn Xuân Phúc rút khỏi ghế chủ tịch nước, chịu lên thớt thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Mai Tiến Dũng. Ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cho lòi ra hàng loạt, từ doanh nghiệp đến Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp, và lôi luôn cả chính phủ. Ở chính phủ, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng chịu trách nhiệm Văn phòng Chính phủ đều dính. Vẫn như mọi khi, lần này ông Trọng lôi ra hàng loạt nhưng lại không moi ra trùm cuối, đó là ông cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rõ ràng chuyện kỷ luật cũng được ông Trọng tạo vùng cấm, và vùng này được hình thành không phải do ông Phúc là phe ta mà do đã được ngã giá từ trước. Hiện nay, vấn đề xăng dầu và điện đang rất nghiêm trọng, đã xảy ra từ nhiều năm qua. Bao lâu nay, quỹ bình ổn giá xăng dầu cứ thu tiền rồi giữ ở đó, chứ không chi bù vào giá xăng khi giá xăng tăng. Đây là trò móc túi toàn dân một cách trắng trợn. Dân đặt câu hỏi từ lâu, nhưng nhóm lợi ích ngành xăng dầu và Bộ Công Thương cứ trơ trơ. Này lòi ra là cả hệ thống thông đồng nhau, từ doanh nghiệp đến Bộ Công Thương và đến cả chính phủ. Về EVN, Dương Quang Thành cho lùa tiền sang các công ty con, lấy tiền gửi tiết kiệm, rồi hạch toán lỗ cho tổng công ty để đòi tăng giá điện. Trò này bao lâu nay đã siết cổ dân và siết cổ doanh nghiệp, nhưng dân kêu gào thì có ai lắng nghe, bởi đã có sự thông đồng từ EVN đến Bộ Công Thương và cả chính phủ. Đó là còn chưa nói đến vấn đề xanh hóa ngành điện đang bị EVN cản trở, khiến nền kinh tế Việt Nam khốn đốn. Ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng. Cả hệ thống lùa nhau uống xăng và ăn điện, để rồi bây giờ phải ngộ độc. Lẽ ra ông Trọng phải cho trảm những ông này khi họ còn tại chức, để hạn chế hậu quả lớn cho cả xã hội và đất nước. Nhưng ông lại để mặc cho những con người này tàn phá nền kinh tế, sau đó thì ông mới phạt nguội. Làm thế thì làm sao tránh được hậu quả đây hả ông Tổng Bí Thư? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Uống xăng và ăn điện, Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng bị ngộ độc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d